Tết ra. Đâu ở đây, đâu ở đây, đâu ở đây. Đó, đúng rồi. Hello. Rồi nói đi. Sao? Con khỉ trên đầu kìa. Trời ơi, tưởng là xin chào cái gì á, con khỉ trên đầu. Con. Vô lấy ngồi xuống, con ngồi xuống quay nó mới đẹp. Ừ. Lấy chuối con ngồi xuống cho nó ăn quay nó mới đẹp. Con ngồi xích ra ngoài á, chỗ hai con khỉ mẹ kia con ra. Rồi con ngồi xuống. Đúng rồi, đó. Ok rồi. Tiếp tục đây con. Có chân cú kia kìa. Lấy hai quả trái luôn, cầm trên tay á con. Hai quả trái cầm trên tay á. Rồi cho nó ăn từ từ. Ngồi xuống. Đó. Đâu nữa, đâu nữa. À, nó đang ăn đậu rồi con ơi. Còn hết. Còn hết, còn hai trái giống á. Ừ, cho nó ăn luôn đi. Hết chưa? Ok. Tối mở YouTube hả? Ừ, tối mở YouTube coi. Ủa, kênh chú là gì? Núi khỉ V3. Chú được bao nhiêu người đăng ký rồi? Mấy chục à? Trời ơi. Ờ. Đúng rồi. Chú làm lâu chưa? Mới làm à? Rồi, để con nhớ khỉ nha. Rồi, bye bye. Để học 1 ngàn nữa đi. Nó làm lên cây cụ đúng không? Khỉ con nó làm lên cây cụ. Mẹ ơi. Ngồi xuống con, ngồi xuống con, ngồi xuống. Ừ đó, đúng rồi. Kêu nó đi. Đó, đỡ ngồi xuống không sao, con nhỏ mà. Ừ đó, vậy đó. Từ từ con, nó ăn từ từ, không có đưa liên tục được, nó phải ăn từ từ. Hình như trời đang mưa. Tối mở YouTube mình coi cho nó. À có hả? Anh có. Quay rồi anh đưa lên hả? Dạ. Yeah. À, anh làm gì mà làm YouTube à?
vậy hả? Dạ. Kênh riêng của anh là sao? À, kênh riêng. Kênh kênh núi khỉ V3. Núi khỉ mà tại vì cái đường này đường V3 nè. Dạ dạ. À. Anh em và mẹ chụp hình hai con khỉ nói chuyện chưa? Con nó đó, con gái, con ngồi xuống cho nó ăn, ngồi xuống nhẹ nhàng thôi, đưa từng hột một, rồi đó cứ vậy, đưa chậm chậm thôi, đưa từ từ thôi, đừng có đưa nhanh quá. Con đừng có giật như vậy, nó hết hồn quá, mình sợ mà nó cũng sợ nữa. Rồi, chào. Rồi xong rồi, anh nhìn sau lưng anh chứ anh giúp của người ta. Có. Quát cái đuôi không? Chơi với người yêu hơi, nó cũng vui lên.